Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mài dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong, vứt bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm. Xin Ngài thương cứu độ, rồi chúng con sẽ ngày ngày sướng họa đàn ca trong nhà Chúa suốt cả cuộc đời. Ước mơ của đời thánh hiến chính là giây phút được nhắm lại đôi mắt trần thế trong nhà Chúa, được an nghỉ tại phần đất nơi mình đã tuyên hứa dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho lý tưởng sống cao đẹp. Nơi đây, những nữ tu dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi đã hoàn thành ước mơ của đời mình và đã nhắm mắt an bình. Như Abraham đã lên đường, rời bỏ miền đất quê hương xứ sở của mình, chọn lấy miền đất Chúa hứa để an nghỉ, nơi Chúa đã dành sẵn để người Chúa chọn được thuộc về Chúa, ngay cả khi thân xác ấy đã trở về với lòng đất mẹ. Những nữ tu an nghỉ nơi đây cũng đã rời bỏ miền đất của tổ tiên, nơi có gia đình, thân nhân, để cùng nhau dệt những ước mơ, cùng nhau hy vọng, cùng nhau chờ đợi ngày phục sinh với Chúa Kitô. Người ta thường nói mảnh đất sinh tình là thế, đất ôm con người, đất quy tụ tâm hồn. Mảnh đất đã cho chúng ta cơ hội thực hiện thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Cảm ơn mảnh đất thân thuộc đã chôn giấu bao kho tàng quý giá. Cảm ơn người người đã tình yêu chọn lựa. Hôm nay, những ngày trong tháng 11, chúng ta nhìn ngắm phần đất mộ chị em Mân Côi đã nằm xuống. Nhìn những giấc mơ đã dệt thành toàn, chúng ta cùng hiệp thông trong đức tin và hiệp nhất trong tình liên đới, để cùng cầu nguyện và biết ơn những nữ tu đã đi trước. Chị em đã cho chúng ta thêm sắc tín vào ước mơ trung thành trong nhà Chúa, rằng chúng ta không bao giờ chiến đấu một mình. Niềm hy vọng của chúng ta luôn là niềm hy vọng với những bảo chứng sống động. Tháng cầu cho các linh hồn cũng là gương sáng cho con đời này. Đền bù tội lỗi hôm nay, mai ngày sẽ bớt đắng cay luyện hình. Chúa là Cha rất công minh, không bao giờ muốn con mình xa chân, nhưng luôn nhắc nhở ân cần bằng nhiều gương sáng xa gần nơi nơi. Khôn ngoan là biết nghe lời, sửa sang chỉnh đốn cuộc đời thẳng ngay, sẵn sàng đợi Chúa mỗi ngày, thiên đàng an hưởng sum vầy bên Cha. Mỗi khi gặp hay tham dự một đám tang nào đó, tôi luôn tự nhắc nhớ mình rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải chết như họ. Mỗi ngày là một bước tôi đi dần về sự chết. Đấy cũng là dịp tôi nghĩ đến thân phận mong manh của kiếp người và bổn phận cầu nguyện cho các linh hồn. Ngay hôm nay, tôi cần chuẩn bị cho mình hành trang về với Chúa,
qua những tay nải đầy những hy sinh, việc lành, phúc đức. Thánh Gioan Thánh Giá đã từng nói: vào buổi chế chiều của đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Đời sống của người khác tiếp tục tuôn đổ trên tôi trong ý nghĩ, lời nói, việc làm và thành đạt. Ngược lại, đời tôi tuôn đổ trên những người khác, dù tốt hay xấu. Do đó, lời cầu nguyện tôi dâng cho người khác không phải là một cái gì ngoại tại với người ấy, dù cả sau cái chết. Xin lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đón nhận linh hồn các chị em trong dòng đã an nghỉ. Xin được thắp nén hương lòng, tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Tổ Phụ Đa Minh, linh hồn các bà, các dì, các chị.